Thưa quý vị và các bạn, để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước ngọt, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất và công lao động, vừa qua Hội nông dân tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện dự án ứng dụng hệ thống tưới phun tự động trên rau màu tại tổ hợp tác trồng màu ấp Trà Mạc, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên. Thông qua dự án giúp nông dân thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ tưới phun tự động, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Là một hộ trồng màu lâu năm ở ấp Trà Mạc, xã Tham Đôn với diện tích khoảng 6.000 m², trước đây, ông Huỳnh Tích Sung tưới rau màu bằng thùng gánh, sau đó ông chuyển sang tưới bằng máy bơm. Tuy nhiên, cách làm này vừa tốn nhiều thời gian và nhiên liệu. Sau khi được Hội Nông dân khảo sát và chọn thực hiện dự án ứng dụng hệ thống tưới phun tự động trên rau màu, ông được hỗ trợ kỹ thuật và đối ứng 50% kinh phí. Nhờ đó, công nghệ tưới phun tự động đã được đưa vào sản xuất trong niềm vui và phấn khởi của gia đình, vì vừa tiết kiệm được sức lao động mà còn hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình canh tác. Bây giờ được Hội nông dân tỉnh, huyện, rồi xã cho tạo cơ hội cho cái phun xương, cái đó là tốt nhất, tốt kiệm, rồi nó tưới được ngắn gọn nữa, rồi tốn tiền ít nữa. Cái mình tưới máy nó xăng nó mắc giá quá, rồi cái này tưới điện nó chút tí qua rồi. Theo đó, dự án ứng dụng hệ thống tưới phun tự động trên rau màu được thực hiện tại tổ hợp tác trồng màu ấp Trà Mạc, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, với sự tham gia của 5 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có nhu cầu lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước, nhưng thiếu vốn sản xuất. Thông qua đó, nông dân đã được hỗ trợ 50% vật tư như ống nước, motor, còn lại nông dân đối ứng 50% với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 140 triệu đồng. Gia đình chúng tôi là thiếu vốn làm phun xương, bởi lại các nông dân huyện mà tỉnh tài trợ cho phun xương này là khỏe, không mệt. Từ mô hình này đã giúp hội viên nông dân chủ động được thời gian tưới, tiết kiệm được nguồn nước tưới, giảm công lao động, nhiên liệu và giảm lượng phân bón, thuận lợi cho việc mở rộng diện tích canh tác. Qua thời gian triển khai vận hành hệ thống tưới phun tiết kiệm nước cho thấy kết quả mang lại từ mô hình rất khả quan, giúp cho người dân giảm chi phí trong sản xuất. Mô hình tưới phun trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống tưới vận hành ổn định giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, mang lại năng suất cao hơn từ 20 đến 50%. Nói chung thì ở Tham Đôn, trên địa bàn Tham Đôn thì cái diện tích trồng rau màu rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái bà con áp dụng cái công nghệ tưới phun tự động thì còn ít. Một phần là do bà con chưa có nhận thức hết được cái tầm quan trọng của cái hệ thống tưới phun. Một số thì do cái điều kiện kinh phí còn thiếu. Do đó mà Hội nông dân tỉnh cùng với Hội nông dân huyện đã triển khai cái dự án là tưới phun tự động. Ba cái triển khai cái dự án thì hầu hết bà con là đều phấn khởi. Ngày nay trên những cánh đồng trồng màu ở xã Tham Đôn, tư duy sản xuất mới đang dần hiện hữu khi những bà con đã dần chuyển tưới tiêu truyền thống sang sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua dự án lần này cũng góp phần truyền tải kỹ thuật sản xuất cho các hộ lân cận và trong vùng có tiềm năng mở rộng công suất, quy mô trên diện rộng để nâng cao hiệu quả sản xuất trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân.